Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách livestream trực tiếp Facebook trên máy tính, trên trang cá nhân. Lúc trước đó thì nếu bạn nào có sử dụng iPhone hoặc là iPhone hỗ trợ từ hệ điều hành hình như là phiên bản chính hoặc là Android thì livestream trực tiếp trên trang cá nhân bằng điện thoại, không có thể livestream trực tiếp trên máy tính. Thì trước đó hỗ trợ là livestream trên máy tính thì sẽ hỗ trợ livestream trên fanpage, nhưng mà hôm nay thì như có mình đã thấy có phần là live video, các bạn bấm vào này. Nếu mà các bạn vấn đề bạn ghi thì ghi, ý là nếu mà các bạn nào có webcam trên máy tính đó thì các bạn có thể livestream trực tiếp được, nhưng mà nếu mà không có webcam thì các bạn không có thể livestream được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái phần mềm thứ ba để sử dụng cái vấn livestream này. Ví dụ như mình muốn livestream màn hình máy tính của mình à, hoặc là một cái camera ở ngoài nào đó chẳng hạn, hoặc gì đó. Thì với mục đích đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình để livestream được trên trang cá nhân, mà trước đó thì không có hỗ trợ trên trang cá nhân, chỉ hỗ trợ ở trên fanpage. Thì hôm nay đã được, hôm nay Facebook đã cho mình livestream trên trên trang cá nhân. Thì trước tiên các bạn vào Facebook xong rồi bạn chấm con, các bạn chọn ly rồi các bạn chọn GA, GA các bạn enter. Ok, thì nó có phần ở đây nó sẽ cho mình chọn mình GA, nhưng mà trước tiên á thì setup thì sẽ có ba phần mềm hỗ trợ trực tiếp lên đây, thì nó liệt kê cho mình ba phần mềm hỗ trợ. Thì OBS nè, WeCast nè, XStream. Thì chỉ có cái phần mềm OBS thì nó OBS Studio thì chỉ có phần mềm này là miễn phí, còn hai phần mềm này thì nó phải trả phí. Nó nhiều tính năng hơn một chút nhưng mà nó phải trả phí. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng OBS Studio để livestream lên trang cá nhân ha. Thì cái phần mềm này mình đã hướng dẫn các bạn cài livestream trên một lần trên trên YouTube, thì nó cũng có hình y chang, thì cài đặt rất dễ. Bạn vào trang obs.project.com, các bạn tải về cài bình thường. Thì lúc trước đó mình có hướng dẫn một cái bài livestream á, thì hướng livestream mà có con SKM20 á, thì mình cũng đã sử dụng cái chương trình phần mềm này. Thì do nó là miễn phí thì nếu mà sử dụng livestream chơi chơi thì cũng đủ dùng. Rồi khi nào các bạn làm dịch vụ lớn thì các bạn mới cần chuyên nghiệp hơn, thì các bạn cần sử dụng phần có phí. Đây đây thì mình cũng đã hướng đã đây đã sử dụng SC con SK120 của mình để mình livestream Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng đó dẫn các bạn cách. đó. Thì mình có hướng dẫn rồi, các bạn nào quan tâm thì có thể là xem lại video này. Thì hôm nay mình sẽ, nhưng mà lúc cái video đó trước đó chỉ hỗ trợ livestream trên lúc mình làm thì chế hồ mới hỗ trợ livestream trên fanpage, chưa livestream trên đường cá nhân được. Cái video hôm nay thì hiện hôm nay thì Facebook đã cho hỗ trợ livestream trực tiếp trên trang cá nhân, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình để livestream được trên trang cá nhân. Rồi các bạn vào theo cái đường dẫn của mình nha. Thì mình để trên đây ví dụ Facebook nè, like nè, rồi Re-A nè, rồi gọi enter, rồi chọn một trong hai. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái ô Open Broadcast Software ha. Rồi các bạn vô cái phần là Re-A Livestream nè. Rồi bạn muốn share trên trang cá nhân hay là trên một cái trang, cái tường của một người bạn, hay là một cái group, hay là một cái event nào đó, hoặc là một cái fanpage. Nếu mà các bạn sử dụng đây cũng được nha. Nếu mà bạn sử dụng trên cái fanpage và bạn làm quản lý của cái fanpage đó thì cũng được luôn. Thay vì lúc trước là mình phải vô fanpage mình create, mình tạo thì hôm nay mình có thể là làm trực tiếp. Rồi mình chọn là xe, mình xe trên trường cá nhân thì mình chọn là xe on your owner's timeline nè. Rồi bạn chọn next. Rồi hiện tại thì nó chưa có gì nè, thì đây là cái tiêu đề thôi, tiêu đề nè. Cái quan trọng á, là cái phần server URL với cái xem key nè.
Thì để mình trước đó mình đã hướng dẫn các bạn cài hoặc download cài cái phần mềm OBS rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này ha. Thì mình đã cài rồi, mình mở nó lên OBS Studio. Ok, thì mình vào cái phần setting này để mình có hình nè. Thì theo như khuyến cáo của YouTube trên trên Facebook á, thì nó người ta đã comment mình là tại khuyến cáo mình á, cái độ mắt á, thì để chuẩn HD là 1024 1280 780 này. Thì mình vào đây mình set up cái phần là video video nè. Thì cái đầu vào hiện tại mình đang thu là 1000 Full HD là 1920 1080, nhưng mà vào khi mà xuất lên scale là 1280 1280 720 là chuẩn HD đó. Thì các bạn chọn này ha. Thì cái này là khuyến cáo của thế giới của để được chất lượng tốt nhất, thì Facebook đã khuyến cáo mình thì mình làm nên làm theo là 1280 720. Rồi trên cái phần comment FPS value đó thì để là 30, thì trên trên này người ta đã khuyến cáo mình rồi 30 frame nè. Ok rồi, tiếp theo mình có hình cái phần là output. Output thì các bạn chọn frame này thì nó cho mình lên tới 4000 nè. Mình để trung bình cho đường truyền tốc độ thì 4 m trên một giây á, thì nó cũng khá là cao. Thì mình để là 1 250 m trên một giây, 250 250 2,5 m trên một giây ha. Rồi cái này phần là có chọn hardware hay software là H.264, nó mã hóa cái chuẩn mã hóa. Thì trên YouTube trên Facebook thì cũng hỗ trợ, cũng khuyên mình là chuyện là H.264 and cost. Rồi đến đây là tạm ổn rồi. Rồi các bạn vào cái phần để cấu hình stream, thì cái phần fast call này khi nào mà bạn start record, khi nào bạn lưu trên máy tính bạn không phải livestream ấy, thì bạn chọn cái nơi lưu, thì mình chọn lúc đi thì mình đã tạo tự tạo cho mình rồi. Rồi mình vào cái stream thì cái chỗ này bạn chọn là custom custom stream server nha. Rồi bạn vào cái trang hồi nãy bạn đang trả tạo đó, bạn copy cái đường dẫn này xong bạn paste vào cái URL. Rồi tiếp theo bạn vào cái xem key, bạn copy cái key này bạn paste vô. Ok bạn để sau bạn xem nào. Ok ha. Ok bạn chọn apply. Ok rồi, cái phần thiết lập cơ bản là đã là xong rồi đó. Tiếp thì mình đặt cái tiêu đề là cái gì nè, ví dụ test test live stream. On computer test đi. Cái này là cái tiêu đề của cái trang á. Rồi cái này là cái tên, ví dụ như mình để người ta tìm kiếm cho nó dễ, mình để cái số này mình chọn rồi. Rồi computer. Rồi vậy ha. Rồi hiện tại nó offline, offline là do mình chưa có chạy nên nó offline. Rồi cái phần thiết lập tới đây là tạm ổn nè. Rồi cái phần này nếu các bạn cho nhiều người xem thì cứ chọn public, hoặc là mình muốn livestream cho mình bạn bè nè, hoặc là livestream only me là chỉ cho mình không, người khác không có thể xem được ha. Thì mình hiện tại mình đang để public lên trên trực tiếp cái trang của mình để cho nhiều người được cùng được xem ha. Hiện tại là chưa có nè, chưa có gì ha, mình mới nằm lại nè. Hiện tại là chưa có gì. Thì cái phần hồi hồi trưa nay mình có thích livestream á, thì mình đang để chế tới chế độ 1920 1080, thì cái độ full HD thì nó
quá lớn thì lắm lúc nó lạng, thì đó là mình test thử thôi chứ còn mình không nghe lời của Facebook nói. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình khuyên các bạn nên nên sử dụng cái theo của Facebook, chỗ nó Facebook đưa ra nha. Người ta đã rất comment mình rồi thì mình cứ làm theo người ta, đừng có trái. Thì mình hồi trước là do mình test để coi xem nó có giật cỡ nào thôi. Rồi, ok, tắt bớt cái này. Rồi, thì đến đây mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn nào. Bình thường nếu các bạn livestream cái màn hình máy tính của mình đó cho mọi người xem thì như vậy là ok rồi. Ví dụ như mình muốn chỉ cần bấm start livestream là ok. Rồi mình bấm vào cái là studio mode đó, thì nó sẽ chia cho mình hai cái màn hình. Cái màn hình bên tay phải là màn hình sẽ chiếu trực tiếp lên, là livestream trực tiếp lên. Còn cái màn hình bên trái á, là cái màn hình để mình chuẩn bị. Ví dụ như mình đưa cái này lên thì nó sẽ không có tác dụng, tại vì cái scam này mình chưa có mở. Tí hồi nữa mình sẽ mở lên thì chưa có tác dụng ở trên đây. Thì giờ mình sẽ đưa một ép một cái hình vào, mình hướng dẫn các bạn ép một cái hình. Thì trước khi live stream chẳng hạn, để cái màn hình này nó kỳ thì mình sẽ ép một cái hình lên và mình dấu cộng nè. Nếu mình ép cái hình là chọn image nè, rồi ok, rồi dẫn tới cái hình nào mình muốn ép lên thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Ok, có hình ha. Ok, thì mình có thể là chỉnh sửa cái hình này theo ý mình. Hoặc là muốn bạn muốn fix thì bạn lấy phải này, cái phần transform đó bạn chọn fix thì nó sẽ vừa theo cái màn hình của mình, nhưng mà mình không thích thì mình tự custom đó. Shift to center đó, nó sẽ fix theo như một cái hình, nó sẽ méo. Edit transform với shift to default. Center thì cái hình nó sẽ méo méo, mình kéo giãn mà cho nó đúng hình. Ok, đó là xong rồi đó. Thì khi mình chuẩn bị, ví dụ như mình chuẩn bị đúng không? Rồi đây ví dụ mình đã chỗ này lên. Ok, nó là trên đầu nè. Thì khi mà mình chuẩn bị trước khi livestream hoặc là livestream thêm cái hình nền chào chẳng hạn, thì mình bấm vào cái phần là transformation nè. Đó, thể hiện cái bản hình bên đây. Thì ví dụ như bên đây mình vẫn làm gì, nó vẫn hiện cái bên này. Nhưng mà trên khi mà người ta xem á, thì nó sẽ hiện cái màn hình này trước. Rồi khi nào mình chiến trình giao tiếp, ví dụ mình nhiều có nhiều cái cam á, thì nhiều nhiều cái camera nhiều góc độ khác nhau á, thì mình sẽ chọn chọn từng cái góc đó. Còn lúc livestream á, bạn nên tắt cái phần là desktop audio nha. Thì cái này là ví dụ như mình nói nó sẽ vọng lại, thì mình tắt cái này đi, mình không sử dụng. Nếu mà các bạn sử dụng á, thì các bạn lúc livestream bạn xem lại nó sẽ vọng âm thanh lại, nghe ồn không được. Rồi để mình add thêm, thì các ngoài ra các bạn có thể là livestream được một cái video nữa nha. Thì mình sẵn thì mình đưa một cái sụp, hoặc là bạn xem tắt, hoặc là cái gì đủ thứ. Hoặc là bạn muốn ở Windows Cursor thì ví dụ như bạn mở một cái trình duyệt nào đó, bạn muốn livestream mình cái trình duyệt đó cũng được luôn. Rồi mình thêm một cái phần media sụp đi, mình đưa vào một cái phim. Một cái đoạn local, chọn local nha. Cái đoạn này đi. Ok. Thì cái này nó phải chạy, mình làm nó lắm lúc nó chạy không đúng theo ý mình nữa. Ok. Rồi. Mình đưa cái SKL này vào. Số tìm delete đi. Xong
Sau khi mình chuẩn bị được ba nội dung thì mình sẽ livestream cho các bạn xem. Rồi chúc mình đang ghim cái SD vào. Ok. Chọn S. Thì mình nếu mà các bạn sử dụng một cái webcam chẳng hạn, hoặc là mình sử dụng cái SD thì mình chọn là video video capture device nha. Rồi bạn đặt tiếng gì đặt, mình hỏi mình đặt luôn 120 đi. Nên là mình sử dụng cái web SDK 120 này. Đó, các bạn thấy không? Hiện tại mình đang mở rồi nè. Đó. Hiện tại mình đang mở cái SDK đó. Thì bạn có thể vào đây cấu hình lại cái độ phân giải của cái SDK nha. Ví dụ mình để default đi, hoặc là custom thì bạn tự chọn. Ví dụ như mình chơi cái này thì Full HD được luôn tới 1920 1080 1080, nhưng mà mình để theo cái chuẩn mình livestream đi cho nó nén luôn hả. Ok, max. Ok, thì khi mình mở lên thì nó không có vừa với cái màn hình của mình, do mình đang để cái màn hình của mình là 1920 1080, thì các bạn có thể vô đây chỉnh lại cũng được, không sao. Khi mình livestream lên thì nó tự động nó kêu cho mình để đây cho nó vừa đi cho nó đẹp. À, đó, được, vừa rồi đó. Đó. Rồi giờ bắt đầu mình livestream lên nha các bạn, mình livestream các bạn. Nếu mà các bạn nào mà muốn muốn ghi lại một bảng trên máy tính đó, thì các bạn chọn là Start Record nè. Còn mình nếu mà các bạn muốn livestream trực tiếp đó, thì các bạn chọn Start Livestream ha. Rồi mình chọn Start Livestream. Rồi các bạn quay lại trình duyệt nè. Các bạn chú ý nhìn một chút, nó sẽ hết tình trạng offline. Khi nó dữ liệu nó được đẩy lên. Ok. Rồi các bạn quay lại trình duyệt nè. Các bạn chú ý nhìn một chút, nó sẽ hết tình trạng offline. Đó, Nó thấy không? Quay được rồi, khi nó mình dữ go. liệu nó được đẩy lên. Ok. Các bạn đợi một chút nó ra xử lý. Ok rồi đó, hiện tại đã xử lý được nè. Thì mình mở một cái link khác của mình vào mình xem được không nè. Ok, hiện tại đã livestream được rồi nè. Để mình mở một cái trình duyệt ẩn danh xem được không nào. Hiện tại thì không là bạn thì không có thể xem được cái gì của mình hả? Thì mình khó xem hơn. Nào hiện tại là đang livestream rồi đó. Nào bạn, nếu bạn nào online thì bạn nào test mà. Khó xem hơn. Nào hiện tại là đang livestream rồi đó. Nào bạn, nếu bạn nào online thì bạn nào test mà. Thì đó là hồi đàm mình đang livestream bằng một cái hình, thì hiện tại giờ mình mở lên mình chuyển nè. Các bạn chuyển sang cái phần là transition đó, các bạn chọn sensor thì nó sẽ nhảy Đó là sang hồi đàm mình đang livestream bằng một cái hình, thì hiện tại giờ mình mở lên cái mình chuyển nè. SCAM nó Các quay bạn nè. chuyển sang cái phần là transition đó, các bạn chọn sensor thì nó sẽ nhảy sang Chào các bạn, hôm trước mình đã nói cái sau SCAM nó bài quay nè. để hướng dẫn cách đặt ở buộc cho Đó, hiện tại LED SCAM mình và đang nguyên livestream trạng bằng cái SCAM đang chạy ha. Thì tốc độ nhanh hay chậm là do đường truyền Ethernet nữa. Mình lấy một cái đoạn phim đi ha.
Đó. Mình chuyển lên ha. trên, mình giống như mình livestream bằng nhiều góc á, mình sau mình sẽ chuyển lên lên Thì tốc độ nhanh sang hơn nhiều chậm hơn thì cảnh chỗ giống nào như thì nhiều chỗ cái nào lấy nó. webcam á. Đó, hiện tại vẫn livestream phần khác không. Mình lấy một cái đoạn phim này ha. Đó. Hello, chào các bạn. Mình Hôm chuyển lên trước trên mình. mình đã nói Giống như sau mình livestream bằng vài nhiều góc á, mình sau mình sẽ chuyển họ lên sẽ lên bị sang nhiều cảnh giống. đó, hiện tại nó đang chạy bằng cái video lúc trước mình đưa một cái số khác, đó là một cái đoạn video khác vào, nó vẫn chạy hả. Thì do đường truyền, nếu mà đường truyền tốt thì sẽ có delay nó ít, còn nếu đường truyền không tốt nó sẽ delay. CPU xử lý tới 97%. Cái này CPU sẽ chạy rất là nhiều. Rồi mình trở về SD card. Thì đó, nếu các bạn bạn sẽ quan sát là cái màn hình bên trái thì mình sẽ là chuẩn bị, còn màn hình bên phải á, là cái màn hình mà mình đang trực tiếp xử lý, đang chạy trực tiếp á. Đó, không, mình chuyển qua nè. Đó, nó chuyển qua. Thì tùy thuộc vào nhu cầu mình xài. Bây giờ ví dụ mình lại chuyển lại cái hình nè. Đó, nó về cái hình. Rồi ví dụ mình thêm một cái suột nào, là này là một cái chiếu, một cái slide nào đó, hoặc là cái game nào đó, tùy tùy thuộc vào nhu cầu nha. Ví dụ như mình chọn cái gì ta, không có gì để chơi, hay là text, mình thêm một cái text gì đó thôi, cái này cũng được. Đó, mình thêm một cái text gì, đoạn text nào đó, thì khi mà mình chấp nhận đó, thì nó sẽ chạy sang, chấp nhận sang bên nó sẽ chạy ha. Mình di chuyển qua, mình lại stream tiếp bằng cái con SD card đó, chạy qua thôi. Đó thì tên này nó sẽ chạy cho mình rồi. Đó, mình livestream bằng cái thì nếu các bạn có nhiều cái webcam á, thì các bạn sẽ tùy thuộc vào góc quay, và ví dụ mà góc quay bên này xong rồi góc quay bên kia ha. Rồi để giờ mình livestream bằng cái màn hình máy tính của mình lên ha. Thì cái phần là display cursor á, thì nó là cái màn hình máy tính đó. Đó, thì mình chuyển qua nè. Chân thôi. Đó, nó lên màn hình máy tính rồi đó. Đó, giờ hiện tại mình làm gì trên màn hình máy tính này á, thì nó sẽ hiện, nó sẽ capture trực tiếp, thì phụ thuộc như bạn nào ví dụ training gì cho nhau á, thì mình mở lên mình làm chẳng hạn, thì nó sẽ capture cái màn hình của mình lên. Đó. Hoặc là mình làm cái gì nó sẽ quay lên cái màn hình của mình lên đó luôn. Đó. Đó, hiện tại mình bằng livestream một cái màn hình thì nó hiện cái màn hình lên đó. Cũng là khá là đơn giản, không có gì là khó khăn. Mình thử mở một cái gì đi. Studio đi. Đó, thì bên này các bạn đều thấy hết ha. Bình thường thì cái tốc độ delay chừng 1-2 giây gì đó, thì mình mở thì nó cũng đã lên luôn rồi, khá là nhanh. Thì này các bạn, lúc trước mình có hướng dẫn các bạn cách để mà livestream bằng cái SD card rồi, nếu các bạn nào sử dụng thì các bạn có thể là vào để xem lại xong cái channel của mình. Channel của mình là Định Studio, các bạn vào cái phần là video thì các bạn có thể xem được một số video của mình đã làm là lên đây rồi ha. Rồi, cái video hướng dẫn của mình tới đây cũng tạm ngừng. Các bạn, nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh để xem nhiều video mới trong tương lai ha. Cảm ơn, mình end end lại ha. Rồi.